Tại ngã tư đường Nguyễn Huy Tự, giao với đường Hải Thượng Lãn Ông, những ngày này vẫn có hàng chục người lao động tự do ngồi la liệt hai bên đường chờ người thuê mướn. Toàn bộ đồ nghề từ cuốc, xẻng, máy khoan, xe đẩy được xếp gọn gàng trên xe, chỉ chờ có việc là đi. Đừng nói chung 5 giờ sáng lên đây để đứng cảnh với hè để kiếm sống thôi. Nghề thì chủ yếu là khoan cắt bê tông. Nhưng mà ai thuê việc gì thì làm này, đào đất rồi là bớn đá, bớn gỗ chứ cũng làm hết cả. Thì làm thì họ thuê thì mình vì đồng tiền, vì kinh tế. Vì kinh tế nên là mình phải bắt buộc. Cũng chung hoàn cảnh đó, tại đường Nguyễn Du, không ít lao động cũng trong cảnh ngồi chờ việc tìm người. Công việc bấp bênh, mỗi ngày nếu có người thuê, mỗi người lao động tự do ở đây kiếm được từ 100 đến 500 nghìn đồng. Và cũng có những ngày đi từ tờ mờ sáng đến tối mịt vẫn không kiếm được đồng nào. Sáng mát từ 5 giờ có mát rồi đi kiếm hàng để mà chờ. Thì vất vả thì miếng cơm mạnh, máy áo thì phải lăn lộn nữa thế. Không chỉ những người làm nghề tự do không có việc làm ổn định, mà trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 4 ngày, thì cũng là thời điểm nhiều công trình xây dựng cũng phải gấp rút thi công. Thế nên dù là ngày lễ, nhưng vẫn có rất nhiều lao động khác của các chủ thầu vẫn phải hoàn thành công việc của mình. Mặc dù ngày lễ thì nhiều người thì được nghỉ đi chơi, nhưng mà vì do công trình gấp rạp thì mình phải là làm để tiến độ thi công để bàn giao công trình cho nhà chủ nhà. Người dân họ đi chơi thì mình cũng cảm thấy thích thú, nhưng mà mình đi vì công việc thì mình phải đi làm. Mặc dù phải lao động trong dịp nghỉ lễ, trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhưng vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống của gia đình, những người làm nghề tự do lại phải bám trụ nơi hè phố. Với họ, những ngày lễ này không phải là thời gian để nghỉ ngơi, mà là để lao động kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống cho chính mình và các thành viên trong gia đình.